Cây mận là cây kinh tế cao, không chỉ giúp rất nhiều hộ gia đình thoát nghèo mà còn đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế chung của vùng cao nguyên Mộc Châu. Ngoài điều kiện khí hậu phù hợp thì kỹ thuật chăm sóc và quản lý dịch hại của bà con là yếu tố quyết định để cho ra được những quả mận tươi ngon nhất. Mận hậu được chia ra làm rất nhiều loại tùy theo kích thước, mẫu mã và chất lượng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá thu mua của thương lái. Cách để lựa chọn quả mận đẹp với giá cả thì đây là những cái quả này là được lựa chọn là đầu. Giá nó sẽ là nó cao. Ở đây ví dụ như là trái nó một được giá ấy. Thì cái này đằng trước là được 30-40 nghìn. Wow. Còn cái này là phải được 60 nghìn này. Đấy, lúc đây nhập lên này kìa. Cái này đằng trước là phải được 60-70 nghìn này. Đấy. Buôn là đầu tiên là phải khi đã vào vườn rồi là phải xem mã đẹp không bị bệnh thì mới mua. Đây là vườn này đúng là đạt tiêu chuẩn từ mẫu mã cho đến màu này, quả này, sai quả này mua là đây là mận ngố này, từ 15 cho đến 20 quả một cân thì đạt tiêu chuẩn là gọi là mận ngố. Góp phần cùng bà con tạo ra những quả mận chất lượng cao để các thương lái phải đến tận vườn thu mua thì công ty cổ phần nông dược Việt Nam luôn nỗ lực để sản xuất và phân phối những sản phẩm tốt nhất từ phân bón đến các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Cấu trúc đặc biệt giúp các sản phẩm của ABC có nhiều tính năng vượt trội, ưu thế hơn so với các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thông thường khác. Tôi cũng đã dùng cái sản phẩm Tigen này cũng đã lâu năm rồi. Tôi thấy dùng sản phẩm này rất tốt vì nó thứ nhất là cái bệnh hại trên cây rất sạch sẽ và tạo độ phấn cho quả tốt. Nó xanh xanh, nó đã kéo phấn như thế này rồi. Nên là nói chung là tôi dùng cái sản phẩm Tigen này từ quả non cho đến chín. Đây ví dụ như cái quả mận đây, nó kéo phấn trắng dày phấn như thế này. Đây là quả mận đã chín, nó kéo dày phấn như này. Cái sản phẩm này rất là chất lượng, mẫu này, vì mã này, quả sáng này, mã đẹp, phấn nhiều, trái to, bóng, rất phù hợp cho cây mận hậu Mộc Châu. Nên là mình sử dụng được cái Tigen này là tầm khoảng 7 năm rồi. Năm nào mình cũng sử dụng cái lấm Tigen này mình thấy vẫn rất là hài lòng. Đang là sản phẩm Tigen bên công ty nông dược mình đang sử dụng và mình cũng sử dụng được rất là lâu năm rồi, cũng phải được 5 năm. Và sản phẩm mình dùng thì cảm thấy rất là hài lòng. Vì là từ sản phẩm mẫu mã, bao bì, nhãn mác thì phía bên công ty làm rất là cẩn thận. Và mình trực tiếp sử dụng sản phẩm mình thấy rất là yên tâm. Thứ nhất là sản phẩm nó lên mã đều, phấn đều và cứng quả. Đến chảy quả mận đến gần như là lúc nào nhà mình cũng để cuối vụ. Và quả mận lúc nào cũng cứng và mẫu mã nó lúc nào nó cũng tươi. Với mỗi hecta mận nơi đây, trung bình bà con thu về khoảng 250 triệu, có những thời điểm lên tới 400 triệu, trừ hết các chi phí cũng để ra được 150 triệu đến gần 300 triệu. Nhờ vậy, con cái được học hành, nhà cửa được khang trang, tiện nghi được đầy đủ, cuộc sống được ấm no, hạnh phúc hơn bao giờ hết.